Đình Tùng Voi xin hân hạnh giới thiệu truyện ngắn Đẻ con gái, tác giả Hồi ức, qua phần diễn đọc Giang Ngọc. Giữa trưa nắng gắt, trên con đường làng vắng vẻ, chiếc lé cong mông hối hả cưỡi chiếc xe đạp cà tàng không phanh, không gác đờ bu lao về nhà với vẻ mặt u ám. Vừa tới cổng, con chó mực từ trong nhà chạy vọt ra, vẫy đuôi mừng tíu tít. Không biết rằng chủ đang bực bội trong người, con chó ăn ngay cú đạp, bay thẳng vào tường rên lên ư ử, đoạn cụp đuôi trốn vào xó vườn, thò mõm lấm lét nhìn ra. Dựng xe ở giữa sân, chất lé lừ mắt lườm ba con vịt trời, trốn ngủ trưa đang chơi đánh chắc trên hiên nhà rồi quát. Con Thà, vào rót cho thầy cốc nước, rót đầy vào. Bà Miêu nghe tiếng con trai thì chạy từ trong buồng ra, hỏi dồn dập. Sao rồi, là trai hay gái? Chất lé cầm cốc nước cái Thà bưng tới, tu một hơi cạn sạch, đoạn chẳng nói chẳng rằng, nằm vật ra chõng thở đứt quãng. Thấy thái độ của chất, bà Miêu đoán ngay, vợ gã lại vừa sinh thêm một thị mẹt. Thất vọng không kém con trai, bà cụ ngửa cổ than trời. Đúng là vô phúc, đẻ 5 lần mà toàn vịt, chả nhẽ nhà này lại tuyệt tự. Là một người của thời đại cũ, bà Miêu mang nặng tư tưởng, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Một con trai coi như có, 10 con gái cũng như không. Chưa có cháu đích tôn, bà Miêu chưa thể yên tâm, an hưởng tuổi già. Sau lần sinh nở thứ tư vẫn tòi ra thị mẹt, cô Xuyến được mẹ chồng động viên cứ đẻ, khi nào hết trứng thì thôi, kiểu gì chả được thằng cu. Nhưng tới khi con dâu tiếp tục sản xuất thêm con vịt rời thứ năm thì bà Miêu tỏ rõ sự chán chường. Đang nằm lim dim, chợt nhớ ra việc phải đem đồ ăn vào trạm xá cho vợ, chất lé ngồi nhổm dậy hỏi mẹ. U đã nấu gì cho cái Xuyến chưa? Đang lúc bực bội, bà Miêu nghe con trai nói đến ăn uống thì sòng sọc chạy xuống bếp, hất hết nồi cháo xuống ao rồi đầy nghiến. Này ăn đi, cái loại vô dụng không biết đẻ thì ăn làm gì. Nhìn thấy mẹ đổ cháo đi, chất lé tiếc rẻ chép miệng trách. U không cho nó ăn thì để đấy cho con, hất đi phí của giời. Đúng lúc thấy đứa con gái lớn từ ngoài vườn vào, tay ôm bó củi to hơn người, mồ hôi nhễ nhại trên mặt, chất lé hất hàm bảo nó. Con thật á, bỏ củi đấy, rồi đem vào trạm xá cho mẹ mày gói mì tôm. Con bé thật là con lớn nhất của chất, năm nay lên 12, những đứa em kế tiếp nó lần lượt lên 10, lên 7 và lên 4. Là chị cả của ba đứa em nhỏ, thêm đứa vừa sinh là 4, nên nhìn thật già dặn hơn hẳn đám bạn cùng trang lứa. Nghe tin mẹ đã sinh em, thật mừng rỡ hỏi bố. Mẹ sinh rồi ạ? Em trai hay em gái hả thầy? Đang bực, chất chẳng muốn nói nhiều, chỉ trả lời gọn lõn. Vịt rời. Con thật biết ý không nói gì thêm nữa, nó lẳng lặng đi vào bếp, lấy 2 gói mì tôm bỏ trong túi bóng treo lên xe, rồi đạp thẳng ra ngoài trạm y tế. Xuyến vượt cạn lần thứ 5, đứa bé chỉ nặng chưa đầy 3 cân, đáng lý ra là dễ đẻ. Hiềm nổi sinh con ở tuổi 37, lại chữa đẻ liên tục nên sức khỏe không đảm bảo. May mắn cho cô, bà đỡ là người có kinh nghiệm nên Xuyến mẹ tròn con vuông. Cô y sĩ đỡ đẻ cho Xuyến thấy chất không quay lại, thay vào đó là con bé lớn thì hiểu ngay vấn đề. Để an ủi người sản phụ vừa vượt cạn một cách khó khăn, cô gợi chuyện. Em đã nghĩ ra đặt tên con là gì chưa? Xuyến lắc đầu trả lời. Mấy đứa con của em đều do bà nội đặt tên, lần này chắc cũng vậy. Xuyến liệt kê tên của từng đứa theo thứ tự từ lớn chí bé, Thật, Thà, Thương, Thảo, tất cả đều theo vần thờ. Không biết đứa này sẽ có tên gì,
Bởi ban đầu cả Chất và bà Miêu dự tính nếu là con trai sẽ đặt tên là Thiện. Chẳng ngờ bây giờ tòi ra thì hiểm, vậy cái tên Thiện coi như bỏ. Cô y sĩ mỉm cười. Vậy thờ thì nhiều lắm, Thanh, Thơm, Thúy, Thùy, toàn những tên hay. Con Thật dựa xe vào gốc cây, mang theo túi mì tôm vào buồng cho mẹ. Nhìn thấy gói mì trên tay con bé, cô y sĩ khẽ nhíu mày. Người ta vẫn có câu xấu chàng hổ ai, không muốn nhà chồng bị chê cười, Xuyến liền nói dối. Em thích ăn mì tôm lắm chị ạ, à. Lúc chữa đứa này ngày nào cũng ăn. Nhìn con bé thật mồ hôi nhễ nhại vì vừa đạp xe một quãng đường dài giữa trời nắng. Xuyến kéo con ngồi xuống giường hỏi han. Con có mệt lắm không? Nghỉ ngơi một tí rồi pha mì cho mẹ. Con Thật lắc đầu mỉm cười, khẽ vuốt ve bàn tay Xuyến đáp. Con không mệt đâu, cứ nghĩ đến mẹ và em là con thấy quãng đường ngắn lại, để con pha mì luôn cho mẹ ăn đỡ đói. Cô y sĩ đã rời đi, Xuyến quay mặt vào tường, nước mắt rưng rưng. Nếu như 4 lần trước, nằm trạm y tế một ngày là Xuyến được về nhà, đích thân mẹ chồng đến đón tay đứa bé. Tuy nhiên, lần sinh nở thứ 5, Xuyến phải đợi tận 3 hôm mới thấy chồng mò sang. Đi cùng Chất là bà Âu Thị Cởi, Chất gọi bằng bác ruột, bế con bé mới sinh, bé như con mèo trên tay, bà Cởi chép miệng. Đủ ngày đủ tháng mà chỉ như cây đãi khoai, đúng là ăn bao nhiêu cũng vào con mẹ hết. Của đáng tội, lúc chữa con bé, Xuyến chẳng mấy lên cơn, sinh xong lại được duy nhất cái bụng chảy xệ chi chít, vết rạn thâm đen. Chẳng buồn để ý tới vẻ mặt buồn hiu vì tuổi thân của Xuyến, bà Cởi quay sang hỏi Chất. Anh đã nghĩ tên cho nó chưa? Chất tỏ vẻ dửng dưng đáp. Ôi dào, thị nở thì đặt tên gì chả được, nghĩ làm gì cho mệt. Bà Cởi cao mày tỏ vẻ không đồng tình. Sao lại tên gì cũng được, chả có nhẽ đặt tên thối mày cũng chịu. Ngỡ rằng mình chỉ nói chơi, bà Cởi không ngờ thằng cháu ruột lại lấy tên thối đặt cho con mình thật. Trở về từ trạm y tế xã, sau đúng 3 ngày ở cử, Xuyến phải xuống giường tự làm hết mọi việc trong nhà như lúc trước. Chất bỏ đi biệt tâm, bà Miêu chẳng chịu giúp con dâu việc gì, ngoại trừ hết sáng lại tối, đi ra đi vào, chửi gà mắng chó. Bóng gió xa xôi chuyện con dâu không biết đẻ. Biết chồng và mẹ chồng đều thất vọng khi cả 5 lần sinh nở đều chỉ ra con gái, Xuyến cắn răng nín nhịn tất cả để nhà cửa êm ấm. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, sau cả tháng trời biền biệt, một buổi sáng, Chất trở về, dẫn theo người đàn bà lạ và tuyên bố cô ta sẽ ở lại bầu bạn với Chất. Không phải là kẻ đần độn, Xuyến biết chồng muốn thay mái để kiếm thằng cu, nhưng thẩm thục kín đáo ở bên ngoài đã đành, đằng này Chất đưa hẳn về nhà, như vậy thì trắng trợn quá. Xuyến không chịu được, vừa định lên tiếng phản đối, Xuyến lãnh trọn cú tát như trời giáng vào mặt. Chất chỉ tay vào vợ mắng. Cái đồ đàn bà vô dụng, không biết đẻ thì để người khác làm thay. Cô Nhi đã không chất nhất với cô thì thôi, cô còn mặt dày ý kiến, nếu không chịu được thì biến. Xuyến cay đắng nhìn sang mẹ chồng, chờ bà nói một lời phải chăng, nhưng khốn nạn thay, bà Miêu lập tức đứng về phía con trai bảo Xuyến. Thằng Chất nó nói đúng đấy. Chị nên biết điều và nghĩ cho nhà chồng. Họ Âu chúng tôi cũng không thể tuyệt tự. Cô Nhi về đây theo thứ bậc vẫn là em chị. Chị vẫn là vợ anh Chất. Chị chả mất gì hay ảnh hưởng gì sất cả. Nước mắt Xuyến lã chả rơi. Con Thật, con Thà đứng khép nép ngoài cửa nghe lén nãy giờ. Thấy mẹ bị đánh thì chạy vào bên. Bố không được đánh mẹ, cô Nhi là người xấu, cô cút đi, cút đi. Sợ người tình mất lòng, Chất nổi đó giang tay định bạc tay đứa con gái, nhưng Xuyến lao ra phía trước, che chắn cho bọn trẻ. Cái tát nổ đơm đớm mắt thứ hai rơi vào má cô,
Xuyến gào lên. Các người muốn làm gì thì làm, mẹ con tôi đi cho khuất mắt. Ôm hai đứa con líu ríu vào bên trong buồng, thu dọn đồ đạc, Xuyến tính bỏ về nhà đẻ ở ngay làng bên. Chắc thấy vậy, nhưng chẳng có ý định níu giữ. Dưới trời mưa tầm tã, con Thật cõng con Thảo trên lưng, con Thương chui vào áo mưa phía sau con Thà. Còn Xuyến bế đứa nhỏ mới hơn một tháng, lầm lũi rời khỏi căn nhà đã hơn 10 năm gắn bó. Nhìn sáu mẹ con dắt díu nhau đi trên đường làng, nhiều người lại liên tưởng tới một gia đình sẫm đang tha phương cầu thực. Thấy con gái và cháu ngoại trở về giữa lúc mưa gió bão bùng, ông bà Chi biết chắc có chuyện chẳng lành. Sau khi nghe Xuyến thuật lại đầu đuôi sự việc, ông Chi nói giọng đanh thép. Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Con gái gả chồng như bát nước hất đi. Bây giờ chị về đây mang theo một lũ vịt trời. Chị tính bôi tro trát trấu vào mặt hai thân già này đấy phỏng. Chị hãy về lại bên ấy, nói chuyện đàng hoàng với người ta. Kể cả thằng Chất có đưa người khác về, thì trên pháp luật chị vẫn đường đường chính chính là bà cả. Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường. Chị không đẻ được con trai cho người ta thì phải chấp nhận. Cứ dấy lên đành đạch chỉ tổ thiệt thân. Bà Chi đồng tình. Bố chị nói đúng đây. Chị đi lấy chồng rồi phải có bổn phận lo hương hỏa cho nhà chồng. Với cả nhà này đâu có chỗ nào cho 5-6 mẹ con chị ở được. Ngoài chúng tôi ra, còn vợ chồng thằng em chị và các cháu nữa. Xuyến chết lặng khi nghe những lời tuyệt tình của đấng sinh thành. Tưởng đâu về nhà sẽ được thầy mẹ chở che. Không ngờ đối với họ, sĩ diện còn quan trọng hơn là hạnh phúc của con gái. Nhưng dẫu thế nào, Xuyến cũng nhất định không quay trở lại căn nhà kia nữa. Nếu phải sống kiếp chồng chung, ngày ngày chứng kiến cặp mèo mã gà đồng ân ái, cùng lúc hầu hạ cả bà mẹ chồng nanh nọc, Xuyến thà chết còn hơn. Suy nghĩ một lát, Xuyến nhẹ nhàng mở lời, xin ông bà Chi cho mình mượn căn lều ngoài ao ở tạm. Ao cá là do ông Chi thuê lại của hợp tác xã để tăng gia. Nếu Xuyến ở đó, ông Chi sẽ không cần phải đi canh mỗi tối. Chưa biết cái hại ra sao, nhưng cái lợi ở ngay trước mắt, ông Chi tặc lưỡi, gật đầu đồng ý. Trước khi Xuyến rời đi, ông Chi dặn dò. Chị tính sao thì tính, nếu có thể gương vỡ lại lành, vợ chồng quay trở lại ấy là tốt nhất, dù gì các con chị cũng cần có bố. Chưa dứt khoát ly hôn với Chất, bởi còn suy nghĩ về điều ông Chi nói. Vào những ngày giỗ chạp, Xuyến vẫn giữ đạo làm dâu, đưa các con về lại nhà chồng để thắp hương và làm cỗ. Cô nhi người tình đã xin cho Chất một thằng cu kháu khỉnh, bà Miêu không giấu được sung sướng và tự hào. Trước mặt mọi người, vạch chim thằng bé đái tồ tồ xuống hiên nhà. Mặc dù cháu đích tôn chưa mọc răng, nhưng bà Miêu vẫn cầm chiếc đùi gà to tướng, chấm mồm chấm miệng thằng cu và nựng. Cu báo ngoan, hãy ăn chóng lớn nha, bà thương. Con Thảo dắt đứa em 2 tuổi đứng ngay trước mặt bà nội, nhìn chiếc đùi gà với vẻ thơm thèm. Bà Miêu lừ mắt quát. Đi ra chỗ khác, lũ vịt trời cấm được ăn trước các cụ nghe chưa? Bị bà nội xua đuổi, con Thảo dắt em chạy lại chỗ chị cả mách. Sao em báo chưa mọc răng mà được bà cho ăn đùi gà, còn chúng mình thì không được? Liếc nhìn về phía bà Miêu, con Thật thì thầm dỗ em. Em đợi chị tí, lát nữa cũng có đùi gà cho hai đứa. Biết rằng Thật thà thường thua thiệt, nỗi đắng cay mà Xuyến phải chịu đựng đã dạy cho con Thật bài học đầu tiên ở trường đời. Hiền lành và nhẫn nhục chỉ tổ cho người ta chà đạp. Đợi lúc không có ai chú ý, con Thật lân la tới mâm gà luộc, nhặt luôn mấy cái đùi bọc lá chuối nhét vào trong áo. Dắt cả 4 đứa em ra vườn sau, con Thật chia cho mỗi đứa một cái ăn cho bỏ thèm. Lúc cả 4 đứa quăng những cái đùi gà còn trơ lại mỗi xương xuống ao,
cũng là lúc bên trong nhà bếp có tiếng ì xèo cãi cọ vì tội đùi gà trong các đĩa đã không cánh mà bay. Mọi nghi ngờ đổ về phía bà Miêu bởi ai cũng thấy bà cầm đùi gà dứa thằng cháu nội. Bà Âu Thị Cởi theo vai vế chính là chị chồng của bà Miêu, vốn hay xích mích với em dâu theo kiểu bà cô em chồng, được dịp này á liền cạnh khóe. Gớm nữa, giả vờ, đấm mồm đấm miệng cho đích tôn, thật ra là vào cả mồm bà. Họ Âu á, rõ là có phúc mới vớ được con dâu như vậy. Tình ngay Lý Giang bị người chồng hoạt ngôn lợi khẩu vu vạ, nhưng bà Miêu chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Biết nói sao khi quả thật thằng Báu không thể ăn thịt gà vì chưa có răng. Chiếc đùi khi nãy đã chui vào bụng bà Miêu, khéo giờ này sắp ra ngoài theo đường tiêu hóa. Bỏ qua những hiềm nghi liên quan tới đám đùi gà, đúng 11 giờ, cả chủ và khách rục rịch ngồi vào mâm cỗ. Lấy lý do bận bế cháu, bà Miêu giao lại toàn bộ công việc cho các con. Người vất vả nhất đương nhiên là Xuyến. Người ta vẫn nói miếng ăn là miếng nhục, tất bật mọi việc cho tới khi ngồi vào mâm cùng năm đứa trẻ. Xuyến mới phát hiện ra toàn bộ đồ ăn là cổ thừa dồn lại. Liếc nhìn chất và đám họ hàng ăn uống no say, không mảy may để tâm đến đàn vịt trời, Xuyến căm tức đứng bật dậy dắt mấy đứa nhỏ đi một mạch ra cổng, bỏ mặc đằng sau những lời bàn tán cùng trách móc. Thấm thoát đã 4 năm kể từ ngày nộp đơn lên tòa ly hôn với chất, Xuyến lặng lẽ tần tảo nuôi con một mình, dù chịu nhiều vất vả và điều tiếng. Con bé thật đã hoàn thành xong chương trình phổ thông, đang chờ kết quả thi đại học. Thương mẹ nên con thật chọn thi vào ngành sư phạm vì không mất tiền học phí. Nhớ lại bữa cổ thừa có 102 tại đám giỗ bố chồng 4 năm về trước, sau khi chứng kiến sự bạc bẽo của chất và đám họ hàng, chút hy vọng cuối cùng của Xuyến đã cạn. Cô hạ quyết tâm dứt áo ra đi, mang theo 5 đứa con thơ dại. 4 năm trôi qua, Xuyến chưa một lần quay trở lại căn nhà cũ, chỉ có con thật hoặc con thà đôi lần tìm bố nó xin tiền nộp học. Dù làm ăn khấm khá vì được nhân tình chỉ điểm cho những mối buôn hàng trên tận Lạng Sơn, nhưng chất nhất quyết không nhả ra một xu để nuôi lũ vịt trời. Ghi hận chuyện Xuyến dám đơn phương nộp đơn xin ly hôn, chất dõng dạc tuyên bố: con mẹ chúng mày tự ý ly hôn với tao thì cũng tự nuôi chúng mày được. Tao sẽ chống mắt lên xem nó giỏi đến cỡ nào. Chờ ngày mẹ con chúng mày đói giả họng tới đây quỳ xuống xin tao thì tao bố thí cho chút đỉnh, còn láo nháo pháo ăn xe thì biến. Sau bận ấy, mấy đứa con gái cũng tuyệt nhiên chẳng đứa nào bén mảng tới nhà nội thêm lần nữa. Dù vậy, bà Miêu mẹ chồng cũ của Xuyến vẫn đi rêu rao khắp làng về đứa con dâu mất nết, cạn tàu, ráo máng, không biết dạy con, để chúng nó cắt đứt liên hệ với bố đẻ. Biết nhà chồng cũ tuyệt tình, Xuyến tự nhủ mình càng phải cố gắng để nuôi các con khôn lớn nên người. Là đứa thiệt thòi nhất trong năm chị em, con bé Út từ khi sinh ra đã không nhận được sự quan tâm của nhà nội. Có lần nó ngây thơ hỏi mẹ: tại sao thầy lại không nuôi chúng con, chỉ nuôi em Báo hả mẹ? Lén lau những giọt nước mắt tủi phận, chỉ về phía chân trời nơi đàn chim đang sải cánh, Xuyến ôn tồn giải thích: các con giống như những chú chim kia, phải bay ra khỏi tổ để tìm đến những chân trời mới. Thoát ra khỏi nơi chật hẹp, các con sẽ thấy cuộc sống này bao la và nhiều màu sắc. Dù chẳng hiểu được mấy chữ trong những lời mẹ nói, nhưng con bé Út vẫn gật gù thích thú khi được ví với đàn chim trời. Nó giang hai tay chạy vòng quanh căn nhà lá, làm động tác giống như chim bay. Hồi trước, khi viết giấy khai sinh cho nó, chất vì cây cú nên cố tình đặt tên con là Thối.
Sau này Xuyến tự mình lên xã, xin đổi tên cho con là Thanh, Âu Phương Thanh. Như vậy, trong năm chị em, con bé Thanh là đứa duy nhất có tên đệm, không phải là chữ Thị. Điều này khiến cho Xuyến phần nào vơi bớt cảm giác có lỗi với con. Từ ngày dọn ra ao sống, ngoài việc đồng áng, Xuyến kiêm luôn việc đi chợ bán mớ rau mớ cá. Chưa kể tháng 5, tháng 6 và vụ nhãn, vụ vải, Xuyến đem theo hai đứa lớn xin vào nhà máy làm công nhân bốc hoa quả theo thời vụ. Số tiền kiếm được đủ để mua đồ dùng học tập, sách vở cho đàn con. Ông Chi tuy không hài lòng việc Xuyến bỏ chồng, nhưng sau mỗi lần tát ao đều dúi cho Xuyến ít tiền, gọi là trả công việc canh đầm. Sáu mẹ con dù rau cháu qua ngày, nhưng trong túp lều nhỏ bây giờ đã được dựng lại thành nhà lá, lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười và đông đầy yêu thương. Tháng 8, con Thật nhận được giấy báo trúng tuyển vào Đại học Sư phạm. Niềm vui xen lẫn với nỗi lo. Nhưng Xuyến động viên con phải cố gắng, vì chỉ có con đường học hành mới giúp thay đổi số phận của mấy chị em và cả Xuyến. Hai năm sau, tới lượt con Thà nhận tin vui, nối gót chị gái, Thà cũng thi vào sư phạm. Nhưng để ra trường nhanh hơn, nó chọn học cao đẳng ngay tại tỉnh nhà. Như vậy, vừa được gần gũi mẹ và các em, vừa bớt đi phần nào chi phí sinh hoạt, giảm áp lực kinh tế cho Xuyến. Con Thật lúc này đã bước sang năm thứ ba của đời sinh viên, không còn phụ thuộc vào mẹ như hồi chân ướt chân ráo lên thủ đô. Hiện tại, sau giờ học, nó xin làm gia sư cho những gia đình có điều kiện, đôi khi còn có tiền gửi về phụ giúp mẹ nuôi em. Con bé Thanh nay đã lên 9 tuổi, do học cùng một trường tiểu học với thằng Báu nên nó chạm mặt bà nội suốt. Tuy vậy, bà Miêu luôn ngó lơ, coi như không quen biết. Báu được bà nội chiều nên càng ngày càng tỏ ra ương ngạnh và hỗn hào, ỷ thế bắt nạt người chị cùng cha khác mẹ. Một lần quá ấm ức, con Thanh chạy về mách Thương và Thảo. Thấy em gái bị bắt nạt, hai con chị không chịu khoanh tay đứng nhìn, nhất loạt đồng tình phải tìm Báu dạy cho nó một bài học. Hôm sau, cuối buổi học, bà Miêu tới trường đón cháu, nhưng đợi mãi không thấy thằng Báu chạy ra cổng như mọi khi. Đang lúc xót ruột, bà Miêu được mấy đứa học sinh thông báo. Bà Miêu ơi, bà vào trong kia mà xem, thằng Báu cháu bà đang bị đánh hội đồng kìa, nó bị đánh sắp chết đến nơi rồi. Bà mau vào xem đi. Bà Miêu sụng rời chân tay, vứt chiếc xe đạp đổ kềnh ra đường, không thèm quan tâm. Bà chạy một mạch theo lũ trẻ. Quả nhiên, thấy thằng cháu đích tôn đang bị túm tóc, dúi xuống hố vôi ngay sau nhà vệ sinh. Chỗ ấy ngày trước nhà trường đào hố tôi vôi, phục vụ mục đích xây thêm phòng học. Sau khi xây xong, hố vôi ấy chưa bị lấp, nước mưa đọng thành một vũng nước nhỏ. Lũ trẻ vẫn thường rửa tay ở đó. Giật mình khi bị phát hiện, hai đứa con gái đang đánh thằng Báu lại chính là con Thương, con Thảo. Bà Miêu điên tiết, lao tới giật tóc hai đứa cháu gái mà từ lâu bà không thừa nhận ra và quát lên. Hai con ranh, chúng mày dám đánh thằng Báu à? Chúng mày ăn gan hùm mật gấu rồi, đúng là cái loại mất dạy. Con mẹ chúng mày á, đúng là không biết dạy con. Thằng Báu được cứu thoát, nhưng cả người mềm nhũn, lập tức đổ gục tại chỗ. Bà Miêu ngưng việc chửi bới, hốt hoảng, rú ầm lên. Ôi Báu ơi, cháu tôi, Báu ơi! Đúng lúc con bảo vệ trường chạy tới, lập tức giúp bà Miêu bế thằng Báu vào trạm y tế xã. Vốn dĩ chỉ định cảnh cáo thằng em hỗn hào, chẳng ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Con Thương, con Thảo, mặt cắt không còn giọt máu. Rõ là chưa đánh được người mặt đã đỏ như vang. Đánh được người mặt vàng như nghệ. Trở về nhà, sợ mẹ biết sẽ no đòn, hai đứa bảo nhau giấu nhẹm. Nhưng giấy không gói được lửa,
vì ngay sau đó, công an xã đã tìm tới tận nhà mời Xuyến lên ủy ban để làm việc, bởi bà Miêu quyết tâm đâm đơn kiện chính cháu gái của mình đã đánh cháu trai suýt mất mạng. Con thương con Thảo chưa đủ tuổi thành niên nên người phải chịu trách nhiệm chính là Xuyến. Ở ngoài đồng về, nghe tin sét đánh, Xuyến rụng rời chân tay, vội theo người công an ra ngoài ủy ban. Tại đây, lúc này cả bà Miêu và Chất đều có mặt. Bà giọng đanh thép, bà Miêu không ngừng kể tội và yêu cầu phía công an xã phải phạt thật nặng để răn đe. Tin tức về sự việc hy hữu có 102, bà nội kiện cháu gái đánh cháu trai, trong chốc lát đã mọc chân chạy khắp làng. Người ta vừa cười bà Miêu thiên vị để cháu Chắc bất hòa, vừa xót thương cho Xuyến, gặp phải nhà chồng cũ chẳng ra gì. Ngay đến cả người công an tiếp nhận vụ việc cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Vốn nghe qua về gia cảnh nhà bà Miêu, đợi cho bà ta xả hết cơn tức, anh cán bộ nhẹ nhàng phân tích. Trẻ con mất lòng người lớn, nhưng dù sao đều là con cháu trong nhà. Mọi người nên bình tĩnh ngồi lại nói chuyện, đưa ra cách thức giáo dục các cháu. Chúng nó còn nhỏ tuổi, chưa hiểu chuyện. Vì những mâu thuẫn vụn vặt mà gây gổ là chuyện hết sức bình thường. Tốt nhất, gia đình nên giảng hòa, đừng để chuyện bé xé ra to. Không đợi anh công an nói xong, bà Miêu lập tức nhảy vào chặn họng. Bé là thế nào? Cháu tôi nó suýt mất mạng đấy ạ. À? Báo cáo cán bộ, mấy đứa con gái theo mẹ nó nên hư hỏng một loạt. Thằng Báo cháu tôi bị đánh bầm tím mặt mày, lại còn bị dúi xuống nước ngạt thở gần chết. Nếu không răn đe nghiêm khắc thì sau này chưa biết còn xảy ra chuyện gì. Anh công an quay sang nhìn Xuyến vẫn im lặng nãy giờ. Vậy chị Xuyến có ý kiến gì không? Được hỏi, Xuyến nhẹ nhàng lên tiếng. Thưa cán bộ, con dạy cái mang, các cháu nhà tôi nó chưa hiểu chuyện, tôi sẽ đưa về dạy dỗ cẩn thận. Cũng may cô Báo không việc gì, chỉ bị xây xát nhẹ, mong nhà bên ấy bỏ qua cho. Riêng tiền thuốc men điều trị của Báo tôi xin chịu hết. Vốn dĩ bà Miêu đang muốn tận dụng cơ hội này làm khó con dâu cũ, dạy cho cô một bài học, nhưng câu chốt của người cán bộ đã đập tan hoàn toàn ý định của bà. Chuyện này cứ quyết như vậy đi, chị Xuyến sẽ bồi thường toàn bộ thuốc men. Còn bà và anh cũng đừng làm khó chị ấy nữa. Mọi chuyện dừng ở đây là được rồi. Đều là người một nhà, chẳng có ai lại nằng nặc đi kiện con kiện cháu mình cả. Thằng Báu được chuyển từ trạm y tế xã lên bệnh viện huyện nằm một tuần, dù nó đã tỉnh táo ngay hôm sau. Cầm tờ hóa đơn viện phí về ủy ban, bà Miêu đắc thắng vì phen này sẽ chơi cho Xuyến một vố đau. Đút lót cho kế toán bệnh viện mấy chục bạc, bà có ngay tờ hóa đơn với đủ các loại chi phí, ngót nghét vài trăm nghìn. Một số tiền khá lớn bây giờ nhằm khiến con dâu cũ nhẵn túi. Biết trước mẹ chồng cũ sẽ không dễ gì tha cho mình, Xuyến đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Sau khi lên ủy ban, ký vào tờ nộp phạt và đền bù cho bị hại, Xuyến lặng lẽ ra về. Con Thương, con Thảo, con Thanh thấy bóng mẹ từ xa liền chạy ra đón. Mấy chị em òa khóc vì hối hận. Con Thương tự động mang cái vọt tre tới đưa cho Xuyến và chờ đợi sự trừng phạt từ người mẹ. Xuyến ôm các con vào lòng, bốn mẹ con cùng khóc. Mẹ không phạt các con đâu, nhưng hứa với mẹ từ nay không được làm như thế nữa, nghe không? Tháng ấy, trên mâm cơm của bốn mẹ con chỉ toàn là rau và trứng luộc xen kẽ với lạc rang ngâm mắm, nhưng không một ai kêu ca phàn nàn. Sự việc vừa rồi đã dạy cho cả ba đứa con một bài học nhớ đời và một vết thương lòng không thể nào nguôi ngoai về sự bạc bẽo của thứ gọi là ruột thịt. Con Thanh càng lớn càng hiểu chuyện, nó đã biết vì sao bà nội và bố không ưa chị em đó. Đơn giản, bởi chúng
chỉ là những con vịt rời. Theo đúng cách gọi mỉa mai mà bố và bà đã dành cho chúng. Tuy vậy, ý thức về tình máu mủ luôn tiềm ẩn trong mỗi con người, nên nó đã thắc mắc với mẹ của mình. Thằng Báo, có sao đâu á mà bà nội bắt đền mẹ nhiều tiền như vậy? Bà không sợ chúng con chết đói hả mẹ? Chúng con cũng là cháu bà mà. Tình cảm với nhà chồng cũ đã cạn từ lâu, Xuyến nhàn nhạt đáp lại. Các con mắc lỗi nên phải chịu phạt để sau này không tái phạm sai lầm tương tự nữa. Còn nếu bà lừa gạt mẹ, lừa gạt chính quyền để lấy tiền, thì tự khắc sau này sẽ phải trả lại. Không bằng cách này cũng cách khác. Xuyến nói như vậy là có ẩn ý, bởi không biết thông tin từ đâu, nhưng khắp chợ người ta đang đồn thằng Báu bị bệnh tim. Dù tiếng huyện không đưa ra kết luận đích xác, nhưng bác sĩ đã khuyên người nhà nên đưa Báu lên tuyến trên để kiểm tra cho chắc. Hôm trừng trị thằng Báu ở trường về, con Thương bị mẹ đe nẹt nên phải khai ra toàn bộ. Nó khẳng định chỉ cảnh cáo nhẹ thằng Ôn con, chứ không ra tay nặng như bà Miêu đã nói. Chuyện đánh thằng Báu đến bầm tím mặt mày hoàn toàn là bịa đặt. Con Thương con Thảo cũng không dìm thằng cu dưới nước lâu đến nỗi ngạt thở, mà chỉ nhún đầu nó xuống rồi nhấc lên ngay. Những tình tiết này cộng với lời đồn khiến Xuyến tin rằng khả năng thằng Báu bị bệnh tim là thật. Lao động vất vả, cực khổ, cộng thêm lo nghĩ, sức khỏe của Xuyến ngày một yếu đi. Cũng may, con Thật năm ngoái đã tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu. Để lót đường cho ngày xin về huyện nhà dạy học, nó đăng ký lên vùng cao công tác vài năm. Ở trên đó, nhà nước đãi ngộ hơn hẳn dưới xuôi. Chưa kể, nơi ăn chốn ở thuộc vùng hẻo lánh, chẳng lấy đâu ra chỗ để tiêu tiền, nên con Thật tiết kiệm được đồng nào lại gửi về cho mẹ đồng ấy. Con thà học hết cao đẳng, ẩm tấm bằng loại giỏi và may mắn được giữ lại trường công tác. Cuộc sống của mẹ con Xuyến bắt đầu bớt khó khăn hơn trước rất nhiều. Thật thà cũng trở thành niềm tự hào của mẹ Xuyến mỗi khi được người làng nhắc tới. Con chị nó đi, con dì nó lớn, nối tiếp hai người chị giỏi giang, Thương và Thảo cũng lần lượt đi đỗ vào hai trường đại học ở trên Hà Nội. Nhìn người mẹ lam lũ tần tảo ngày một yếu đi, con Thương quyết tâm thi vào trường y để hiện thực hóa giấc mơ làm bác sĩ chăm sóc cho mẹ già lúc tuổi xế bóng. Con Thảo muốn nhường cơ hội học cao cho chị gái nên chấp nhận ở lại tỉnh nhà học cao đẳng kế toán. Giống như cái thà, nó tính toán rút ngắn thời gian ngồi trên ghế nhà trường để chống ra đời kiếm tiền phụ giúp cho mẹ. Tấm gương sáng chói của hai người chị lớn ở phía trước đã trở thành ngọn hải đăng dẫn đường cho ba cô em gái noi theo. Cô Xuyến năm nào giờ đây đã là bà Xuyến với mái tóc lấm tấm sợi bạc và gương mặt điểm những nếp nhăn. Ngày Thương nhận giấy báo trúng tuyển của Đại học Y Hà Nội, rồi ngày Thảo khăn gói lên trường cao đẳng, Xuyến đã bật khóc vì xúc động. Tuy không phải lần đầu chứng kiến những đứa con gặt hái thành công, nhưng sau bao nhiêu gian nan vất vả, nhìn đàn vịt rời do mình nuôi nấng đang từng ngày trưởng thành và bay cao, bay xa, Xuyến thấy những nỗ lực của mình là xứng đáng. Một ngày nọ, con bé Thanh đi học về rỉ tay Xuyến. Mẹ này, con thấy lớp dưới đồn thằng Báo phải nghỉ học lên Hà Nội chữa bệnh đấy mẹ ạ. Ở trên lớp cứ đến giờ thể dục nó lại ngất. Xuyến im lặng không đáp. Những người làng xóm đưa tin cháu đích tôn của bà Miêu quả thật bị bệnh tim. Tuy rằng bệnh ở thể nhẹ, nhưng sẽ gây nên những bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt. Thằng Báu được khuyến cáo không thể làm việc nặng cũng như chịu những cú sốc tinh thần lớn, nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Vốn đã được nâng niu từ bé, sau khi phát hiện ra Báu bị bệnh tim bẩm sinh, cả nhà bà Miêu càng ra sức nuông chiều,
khiến báo ngày một sinh ra nhiều thói hư tật xấu. Nếu như đòi hỏi thứ gì mà không được đáp ứng nhẹ thì báo sẽ nổi đó rồi giả vờ ngất, còn nặng thì nó sẽ bỏ nhà đi mấy ngày liền không về. 14 tuổi nhưng báo đã nghiện game hạng nặng, những lần trốn học bỏ nhà ra quán net thâu đêm suốt sáng, nhiều không đếm xuể. Lão chất thì mãi mê rong ruổi trên những cung đường buôn hàng chuyến tận mạng ngược hiếm khi về nhà. Việc nuôi dạy báo giao hết cho bà Miêu và vợ. Biết tường tận chân tơ kẻ tóc mọi hành tung của báo, nhưng lo sợ nó sẽ bị bố mẹ la mắng. Bà Miêu luôn là người đứng ra bao che, giấu giếm những tội trạng cho nó. Báo đã lớn, bà Miêu nhiều lần dục giả cô Nhi, vợ hai của chất xin thêm em cho nó. Nhưng cô Nhi chẳng để lọt tai, từng có phen sắc xéo mẹ chồng, cô nói: "Nuôi mình bà với thằng của báo nhiều khi còn chẳng đủ ăn, đẻ thêm để mà đói giả họng ra." Người ta nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn không sai. Từng cay nghiệt với con dâu cũ là thế, nhưng trước miệng lưỡi chua ngoa của Nhi, bà Miêu chỉ biết câm nín. Có câu, không làm ra tiền, mất quyền lên tiếng. Nhiều năm nay, bà Miêu ở nhà chỉ làm một việc duy nhất là chăm lo cho thằng báu. Tiền bạc chất làm ra đều do Nhi nắm giữ, chưa kể lão thường xuyên vắng nhà nên cô ta mặc sức tác quái, coi thường mẹ chồng. Trước đây, bà Miêu không để ý tới thái độ của Nhi, thậm chí còn tỏ ra cưng chiều cô ta, bởi Nhi đã có công sinh được cháu đích tôn cho bà. Mặt khác, dạo Nhi mới về, bà Miêu còn đang mãi năm ăn năm thua với đứa con dâu cũ mất nết, dám đơn phương ly hôn với con trai bà. Vì thế mọi sự sất sược của Nhi đều được bỏ qua. Nhưng kể từ lúc phát hiện thằng báu bị bệnh tim, trong khi Nhi không muốn sinh nở thêm thì bà Miêu bắt đầu có cái nhìn khác về ả và chẳng còn nhẫn nhịn nữa. Mẹ chồng nàng dâu, kẻ tám lạng, người nửa cân, lời qua tiếng lại khiến căn nhà không ngày nào được yên ổn. Một buổi sáng, sau khi cãi nhau với con dâu một trận tanh bành khiến gà bay chó chạy, bà Miêu chạy ra ngõ, nằm ngất liệm giữa đường. Tuy được mấy người hàng xóm đưa vào nhà tích cực xoa tay, dây huyệt, nhưng bà Miêu nhất quyết đợi con trai về mới chịu tỉnh lại. Gặp được chất, bà Miêu khóc rống lên như một đứa trẻ, nằng nặc bắt con trai phải bỏ con vợ rời đánh đi để lấy người khác, chứ bà không thể chịu đựng được nữa rồi. Ai đợi, con dâu lại cãi mẹ chồng nhem nhém ra. Ngày xưa, con Xuyến nó có bao giờ đối xử với tôi như thế? Bà Miêu vô tình nhắc đến Xuyến, khiến chất bối rối, còn Nhi thì nổi đó, ả lu loa. Bà nhớ nó mà ra đầm mà rước nó về lại đi, báo lắm đấy. Vừa dứt lời, Nhi lãnh trọn cái tát như trời giáng vào mặt, chất gằn giọng chửi. Tổ cha mày, ai cho mày cãi u? Bãi mà có bề gì tao không tha cho mày đâu. Nhìn chồng và mẹ chồng với ánh mắt căm tức, Nhi ôm má bỏ đi. Bà Miêu được dịp liền ghé tay chất tỉ tê. Cô lại xóm dưới quá giọng, có hai thằng con trai đẹp như sĩ điều. Con qua đấy đặt vấn đề xem, biết đâu người ta chẳng đồng ý cho mình gửi gắm, may ra lấy được thằng cu nữa. Chất tặc lưỡi đáp, u cứ từ từ để con tính. Dù nói như vậy, nhưng thực tình, chất cũng đã nhắm đến cô lại từ lâu. Dù sao, sau khi có thằng báu, vợ hai của gã cũng không còn khả năng sinh nở. Việc tẩm bổ quá nhiều trong quá trình mang thai khiến Nhi khó sinh. Thêm biến chứng xuất hiện, hai mẹ con suýt mất mạng ngay trên bàn đẻ. Bác sĩ cho biết, Nhi khó lòng mang thai thêm lần nữa. Điều này chỉ có chất và Nhi biết. Đó chính là lý do vì sao dù bà Miêu hết nài nỉ đến thúc ép, Nhi cũng chẳng chịu chữa đẻ thêm. Không phải là ả không muốn mà là không thể. Dù hai con gái lớn đã ra trường,
có công việc ổn định, nhưng Xuyến vẫn giữ thói quen làm việc bất kể ngày đêm với phương châm năng nhặt chặt bị. Hiếm thấy tối nào ăn cơm xong mà Xuyến không xách đèn đi kiểm tra đó bắt cá ở những mương máng ngoài cánh đồng. Số cá kiếm được sẽ được cô mang ra chợ bán vào sáng hôm sau, bán không hết thì đem về kho mặn ăn dần. Tối nay như bao tối khác, Xuyến cùng con Thanh người xách đèn, người cầm giỏ, đi xem đó. Lúc đi qua vườn chuối của hợp tác xã, cả hai chợt nghe tiếng động, thấy ánh đèn rọi tới, từ trong bụi rậm có bóng người vọt ra, chạy về phía ngược lại với hai mẹ con. Biết rằng có kẻ hủ hóa, Xuyến im lặng dẫn con đi tiếp. Nhưng con Thanh đã nhận ra người quen, nó nhếch mép cười đầy ranh mãnh. Lại sắp có kịch hay để xem. Từ ngoài chợ về, bà Miêu lập tức chạy vào giữa sân tru tréo. Con Đĩ Nhi, con Đĩ Nhi đâu? Mày ra đây. Ôi giời cao đất dày ơi, chất ơi, con về mà xem. Con vợ con á, nó bôi do, trát trấu vào mặt mẹ con mình đây này. Chất vừa ở nhà nhân tình về, vì hay tin cô Lại đã sinh con. Do Lại là thị mẹt nên chất không khỏi thất vọng và buồn bực. Lúc này nghe giọng bà cụ lu loa, liền chạy ra hỏi dồn dập. Có chuyện gì á mà u la làng la nước lên thế? Chỉ vào Nhi đang đứng trên hiên nhà, bà Miêu xỉa xói. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Cả chợ người ta đang đồn ầm lên, còn vợ anh nó hủ hóa với thằng hoang lợn ở xóm dưới kia kìa. Có người tận mắt chứng kiến chúng nó trai trên gái dưới ở ngoài vườn chuối, gần bãi tha ma ấy. Chất trợn mắt như không tin vào những gì bà Miêu nói. Quay về phía Nhi, chất vấn. Con Đĩ, U nói có đúng không? Trước lời buộc tội của mẹ chồng, Nhi thản nhiên thừa nhận. Thì đã sao? Anh đi lại với con Lại quá chồng được, sao con Nhi này lại không được tìm trai? Thế nào? Hôm nay anh đi thăm mẹ con nó à? Chắc Lại là vịt trời phải không? Tôi biết tổng cả rồi. Chất nhìn Nhi bằng ánh mắt tóe lửa, lao lên thềm như tên bắn. Chất túm lấy tóc vợ, đập cơm cớp vào cột nhà. Vừa đánh vợ, lão vừa chửi. Còn lăng loạn, còn chắc nết, tao giết mày. Bà Miêu sợ con trai cả giận mất khôn, gây ra án mạng, liền chạy tới ngăn. Con ơi, đánh nó bẩn tay, bỏ phát đi là được, con rước cô Lại về đây, rổ rá cặp Lại, cô ấy là người biết đẻ, thế nào cũng có con trai. Nhi ngửa cổ lên cười gằn, mồm miệng đầy máu tươi. Con trai à, anh ta còn khuya mới có. Chất càng điên tiết, quát to. Mày bảo thế là có ý gì? Anh không thấy trước giờ đám con anh chỉ toàn là vịt trời à? Chỉ tay vào lòng ngực chất, Nhi mỉa mai. Anh có đi gửi gắm khắp thiên hạ, cũng chả lấy đâu ra con trai đâu. Chất sững người, hắn chợt nghĩ ra điều gì, liền trợn mắt. Thằng báo, có phải con tao không? Nhi cười phá lên như điên dại. Anh động não chút đi. Lấy tôi có 7 tháng đã sinh ra thằng báo, lại mập mạp trắng trẻo, nặng những 4 cân. Anh không thấy lạ à? Đúng lúc này thằng báo xuất hiện, chứng kiến cảnh bố đánh mẹ đầu bê bết máu. Nó rung như cầy sấy, vứt luôn xe đạp ở sân, toan quay gót bỏ chạy vì sợ hãi. Nhưng chất đã tóm lấy nó trong cơn giận dữ điên cuồng. Chất giơ tay tát tới tấp vào mặt thằng nhỏ. Khi Nhi và bà Miêu chạy tới gỡ được chất ra thì cả người thằng báu đã mềm nhũn, hai mắt trợn ngược, máu từ khóe miệng chảy xuống cổ thành một vệt dài. Thằng báu được đưa tới bệnh viện nhưng không qua khỏi. Bác sĩ cho biết cơn đau tim là nguyên nhân chính giết chết báu. Chất bị công an bắt giữ ngay sau đó. Tại tòa, gã bị tuyên án 3 năm tù vì tội ngộ sát và cố ý gây thương tích. Con trai rơi vào vòng lao lý
cháu đích tôn cũng chỉ là giả, con dâu bỏ đi theo nhân tình, bà Miêu Như gục ngã. Ở tuổi thập thất, bà trở thành người neo đơn trong ngôi nhà trống trải, không còn con cháu bên cạnh. Quá suy sụp, có đôi lần bà đã đi lang thang trong vô thức. Khi vô tình chạm mặt Xuyến cùng con bé Thanh, đứa cháu gái mà bà từng hắt hủi, mắt bà chợt nhòe đi, bà khẽ mấp máy môi gọi. Xuyến ơi! Thanh ơi! Các cháu của bà ơi! Nhớ lại những đắng cay trước đây mẹ mình phải chịu, cùng sự tuyệt tình của nhà nội dành cho mấy chị em, con Thanh lạnh lùng kéo mẹ nó đi thật nhanh, như không muốn dây dưa với người bà nội hữu danh vô thực. Dù sao chuyện cô Nhi ngoại tình chính là do Thanh tung ra. Hôm đi đêm đó, ngoài cánh đồng, hai kẻ hữu hóa mà mẹ con Thanh bắt gặp chính là vợ hai của bố nó và người đàn ông tên Lửng làm nghề hoạn lợn. Vài ngày sau, nghe tin bà Miêu lên cơn tai biến nằm liệt giường, nghĩ đến chút tình xưa nghĩa cũ, Xuyến giấu cô bé Thanh trở về thăm người mẹ chồng năm nào. Nhìn bà tiều tụy, thân hình gầy rộc, đôi mắt trũng sâu và giọng nói thều thào, Xuyến không khỏi xót xa. Nhận ra người con dâu cũ, nước mắt bà Miêu bất giác ứa ra, lăn xuống hai hõm má, lấm tấm đồi mồi. Dù nằm liệt và không nói được, nhưng ánh mắt bà nhìn Xuyến đã tỏ rõ sự hối hận cùng dây dứt khôn nguôi. Biết bà Miêu sắp không qua khỏi, Xuyến đánh điện gọi mấy đứa con gái ở xa về họp, khuyên nhủ bọn chúng hãy mở lòng tha thứ cho bà nội, bởi bà đã gần đất xa trời. Nguyện vọng cuối cùng chắc chắn là muốn gặp lại năm cô cháu gái, lũ vịt rời mà bà vẫn coi thường trong quá khứ. Giây phút lâm chung, cả mấy mẹ con Xuyến vây quanh bà Miêu, người xoa dầu, người đút sữa, người nắn bóp. Bà Miêu nhìn các cháu, gương mặt lộ rõ sự xúc động, nước mắt rỉ ra, ướt đẫm gối. Xuyến nhẹ nhàng an ủi. Bà hãy cố gắng gượng để còn chứng kiến các cháu lấy chồng nữa chứ. Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi bồi bổ, bà sẽ khỏe lại thôi. Bà Miêu vừa khóc vừa khẽ gật đầu, đoạn bà nhắm mắt như chìm vào giấc ngủ sâu. Đúng nửa tiếng sau, con bé Thương kiểm tra hơi thở và mạch đập của bà nội. Nó quay ra thông báo với mọi người trong nghẹn ngào. Bà đã đi rồi. Mọi người một lần nữa vây quanh giường của bà, nhưng không một ai nói câu gì. Dù nhắm mắt, nhưng trên môi bà Miêu như thoáng nở nụ cười. Xa xa, bỗng ngân nga tiếng chuông chùa vọng lại. Quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện Đẻ con gái của tác giả Hồi ức trên kênh truyện Chị Dậu. Nếu yêu thích, quý vị đừng quên đăng ký kênh, like và share cho các bạn của mình cùng nghe nha. Cũng như bày tỏ cảm xúc bên dưới phần bình luận sau khi nghe xong truyện nha. Còn bây giờ thì Giang Ngọc xin mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những câu chuyện tiếp theo.